Thưa quý vị, chiều qua ngày 21 tháng 2, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Sở Công Thương Bến Tre tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Vật liệu Năng lượng mới và Tái tạo Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, ông Quỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre đã giới thiệu với đoàn về thực trạng ngành nông nghiệp Bến Tre, các tiềm năng lợi thế trong sản xuất nông nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi đến thủy sản và rừng, đặc biệt là trồng dừa và nuôi thủy sản. Đồng thời cho biết, quan điểm của ngành nông nghiệp tỉnh là sản xuất sạch, an toàn, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, tiếp cận các thị trường khó tính, thông qua các hình thức canh tác hữu cơ và xây dựng chuỗi giá trị cho các ngành hàng chủ lực. Bên cạnh những tiềm năng lợi thế, ông Quỳnh Quang Đức cũng cho biết, ngành nông nghiệp Bến Tre chịu ảnh hưởng nhiều của biến đổi khí hậu hạn mặn, diện tích đất canh tác ít, nhỏ lẻ, việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cũng còn hạn chế. Ông Nguyễn Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre cho biết, năng lượng tái tạo là một trong những ngành công nghiệp tiềm năng của Bến Tre hiện nay. Tuy nhiên, chỉ có một số nhà máy điện gió, điện mặt trời áp mái, nhà máy điện rác được phát điện qua lưới và nguồn năng lượng tái tạo chỉ đáp ứng được khoảng 15% nhu cầu của người dân doanh nghiệp trên địa bàn. Còn lại nhận từ điện lưới quốc gia, chất lượng nguồn điện tương đối ổn định. Sau khi tìm hiểu và khảo sát thực tế tại huyện Ba Tri, hôm nay 22 tháng 2, đoàn công tác có buổi làm việc với Ủy ban nhân tỉnh, trao đổi về dự án nghiên cứu sản xuất green hydrogen hợp tác Hàn Quốc với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, mô hình sử dụng pin mặt trời trên ruộng lúa và dùng năng lượng sinh hydro, và tìm hiểu chính sách về đầu tư năng lượng tái tạo tại Bến Tre.